Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ có buổi nói chuyện với đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố và các địa phương, sở ngành về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và các công việc cần tập trung từ nay đến cuối năm. Đoàn Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Điện Hải và bảo vật quốc gia tại thành phố. Từ nhiều tháng nay, người dân ở khu dân cư ven biển Kim Liên thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu rất hoang mang, lo lắng vì hàng trăm ngôi nhà ở khu vực này bị nứt tường, sụt móng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do việc thi công, xây dựng công trình bờ kè chắn sóng ven biển. Tin thế giới, trước những diễn biến mới leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh việc Mỹ và Triều Tiên đưa ra những lời đe dọa lẫn nhau là điều rất tệ hại và không thể chấp nhận được. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có buổi nói chuyện với đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố và các địa phương, sở ngành về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và các công việc cần tập trung từ nay đến cuối năm. Tại buổi nói chuyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh đến vai trò của người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đề nghị đội ngũ cán bộ lãnh đạo các địa phương, ban ngành cần phải nỗ lực, trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ quy trách nhiệm cụ thể, xử lý nghiêm. Chủ tịch thành phố cũng đề nghị đội ngũ cán bộ công chức thành phố cần tăng cường sự thống nhất, đoàn kết trong nội bộ. Trước mắt cần tập trung toàn lực cho công tác chuẩn bị sự kiện tuần lễ cấp cao APEC, không để xảy ra bất kỳ một sai sót nào làm ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố. Chủ tịch thành phố cũng đề nghị các sở ngành, đơn vị liên quan tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017, dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 10 tới, tạo điểm nhấn thu hút đầu tư vào thành phố. Các sở ngành địa phương cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình thành phố 4 An, tập trung công tác quản lý trật tự đô thị, môi trường, giao thông, ưu tiên cân đối vốn cho các công trình trọng điểm. Sẽ bắt tay ngay vào việc tính toán cân đối, làm sao có một cái sự cân đối tích cực để tất cả những cái công trình trọng điểm của năm 2018 là đưa vào cân đối để triển khai. Mà từ đây đó là phải làm sao chuẩn bị đầu tư cho đầu tư chương trình. Tất cả những dự án, những công trình đó sẽ được phê duyệt trước ngày 31 tháng 10 để kịp làm những thủ tục để chuẩn bị thúc đẩy nhanh các dự án động lực, những dự án mà chủ chốt ấy, cho những tầm nhìn mấy chục năm sau á, cái này mình sớm lên làm quyết liệt rồi, nhưng mà thời gian gần đây thấy cái phiên án này cũng được di dời nhà ga đường sắt này, đầu tư cảng Liên Chiểu rồi khu liên hiệp xử lý chất thải rắn này, vân vân mấy cái dự án. Liên quan đến các nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian đến, Chủ tịch thành phố nhấn mạnh. Bây giờ bắt đầu để chuẩn bị cho kế hoạch năm 2018, tháng 9 rồi. Ra soát là các công việc cũ, các nhiệm vụ chỉ tiêu cũ, các dự án công trình cũ, các hạng mục cũ tới đâu rồi. Và bắt đầu xây dựng ngay những cái nhiệm vụ, những cái mục tiêu, những cái chỉ tiêu của năm mới, những cái nhiệm vụ trọng điểm, những cái gì cấp bách, những cái gì cần thiết, những cái gì ưu tiên. Đưa vào trong cái nhiệm vụ, đưa vào trong kế hoạch, bắt đầu triển khai đi. Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ cũng đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục củng cố, rà soát các phương án phòng chống bão lụt, phòng chống cháy nổ, không lơ là chủ quan. Đặc biệt, lưu ý các sở ngành tăng cường quản lý cán bộ, nhân viên trong thực hiện các thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, góp phần nâng cao uy tín của chính quyền, tạo niềm tin đối với nhân dân. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì cuộc họp Ủy ban Nhân dân thành phố thường kỳ nhằm đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ của thành phố trong tháng 8 và lắng nghe các vướng mắc tồn tại của các sở ngành trong quá trình triển khai các công việc cụ thể.
Cuộc họp đã nghe đại diện lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng báo cáo đề án chuyển hóa các địa bàn trọng điểm phức tạp về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020 và thông qua một số tờ trình cũng như các vướng mắc cụ thể của các sở ngành như tờ trình về bãi bỏ quyết định số 159 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về ban hành quy định phân cấp quản lý trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, vấn đề phân cấp quản lý về hoạt động quảng cáo đối với một số nội dung trong lĩnh vực này tại địa phương, quy định về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố và một số nội dung khác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị các sở ngành tập trung rà soát triển khai tốt các nhiệm vụ được giao từ nay đến cuối năm, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố về các vấn đề tồn đọng phát sinh. Đoàn Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia do giáo sư tiến sĩ khoa học Lưu Trần Tiêu, chủ tịch hội đồng dẫn đầu, sáng nay đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Điện Hải và bảo vật quốc gia tại thành phố, với sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn. Các thành viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia đều khẳng định giá trị đặc biệt của Thành Điện Hải trên cả phương diện kiến trúc và giá trị lịch sử. Về mặt kiến trúc, Thành Điện Hải vẫn còn không gian tương đối hoàn thiện với thiết kế kiểu thành châu Âu. Về mặt lịch sử, Thành Điện Hải gắn liền với giai đoạn lịch sử bi hùng của dân tộc, đập tan kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Liên quân Pháp-Tây Ban Nha, là thắng lợi duy nhất của quân ta trong buổi đầu chống thực dân Pháp xâm lược. Di tích Thành Điện Hải có đủ cơ sở để trở thành di tích cấp quốc gia đặc biệt. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên biểu dương nỗ lực quyết tâm của Đà Nẵng, nhất là di dời, giải tỏa nhằm khôi phục trả lại nguyên vẹn Thành Điện Hải. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ về Thành Điện Hải thông qua góp ý của Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận di tích cấp quốc gia đặc biệt. Năm 2018, Bộ sẽ bố trí vốn ngân sách trung ương 10 tỷ đồng để đầu tư dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cam kết hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, tạo cơ sở vật chất pháp lý để thực hiện dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải. Trong quá trình thực hiện dự án, sẽ hết sức cân nhắc, thận trọng, nghiêm túc lấy ý kiến của các nhà nghiên cứu khoa học để trả lại giá trị, vai trò của Thành Điện Hải. Trước đó, Đoàn Hội đồng Di sản Quốc gia đã đến tìm hiểu và xem xét hiện trạng di tích Thành Điện Hải. Tại đây, ông Hồ Tấn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản Văn hóa thành phố Đà Nẵng, đã giới thiệu với đoàn về hiện trạng của di tích Thành Điện Hải như tường thành, cảnh quan di tích, đặc biệt là bộ sưu tập các khẩu súng thần công Thành Điện Hải là hiện vật gốc, độc bản, có hình thức độc đáo gắn liền với di tích lịch sử cấp quốc gia Thành Điện Hải và sự kiện quân dân Đà Nẵng, mở đầu cuộc kháng chiến chống Liên quân Pháp-Tây Ban Nha, xâm lược dưới sự chỉ huy của danh tướng Nguyễn Tri Phương 1858-1860. Được biết, Đà Nẵng đã hoàn thành hồ sơ thủ tịch trình Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận di tích Thành Điện Hải là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Việc khảo sát xem xét hiện trạng di tích Thành Điện Hải lần này của đoàn nhằm đánh giá lại thực trạng, đủ cơ sở để xét công nhận di tích Thành Điện Hải là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành chỉ thị về thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở các công trình có diện tích từ 2.500m² trở lên. Theo đó, các sở ngành chức năng thành phố sẽ giám sát theo dõi tình hình sử dụng năng lượng, hướng dẫn các chủ đầu tư, quản lý dự án, tư vấn thiết kế, chủ động nắm bắt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và các giải pháp kỹ thuật, tư vấn xây lắp công trình. Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không phân biệt nguồn vốn đầu tư đối với tất cả các công trình. Đối với công trình sử dụng vốn ngân sách có giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được Sở Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên bố trí vốn. Sức mạnh trí tuệ nhân tạo trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cơ hội nào cho Startup Việt là chủ đề của chương trình giao lưu dành cho cộng đồng khởi nghiệp Đà Nẵng vừa được tổ chức vào chiều nay tại Vườn Ươm Doanh nghiệp thành phố. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017. Tại buổi hội thảo, các chuyên gia đã phân tích về vai trò sức mạnh trí tuệ nhân tạo trong cuộc cách mạng 4.0, cơ hội cạnh tranh của các doanh nghiệp khởi nghiệp, chiến thuật ghi dấu ấn thương hiệu trên thị trường. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện đang lan tỏa mạnh mẽ và góp phần đáng kể cho sự phát triển kinh tế toàn cầu cũng như tại chính trường Việt Nam. Trí tuệ nhân tạo là một bộ phận của khoa học máy tính và được đặt trên những nguyên lý thuyết vững chắc có khả năng ứng dụng được của lĩnh vực này.
Cùng với thực tế ảo, thực tế hỗn hợp thì trí tuệ nhân tạo được nhận định sẽ hiện diện khắp mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, thành phố tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường. Tại buổi lễ phát động chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn cấp thành phố tổ chức sáng nay tại Hòa Văn, thành phố kêu gọi vận động mọi người tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Cụ thể, tiếp tục duy trì và phát huy vai trò của phong trào Ngày Chủ nhật Xanh Sạch Đẹp để góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng công tác quản lý, xử lý chất thải ở nông thôn để góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau lễ ra quân, huyện Hòa Vang huy động đông đảo lực lượng công chức, viên chức và người dân ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tại các khu vực trên địa bàn. Qua đây đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường. Trong thời gian diễn ra chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, hoạt động vệ sinh làm sạch môi trường, nhất là tại các điểm nóng môi trường sẽ diễn ra đồng loạt tại các quận huyện. Cùng với đó là các hoạt động trồng, chăm sóc cây xanh, tổ chức lắp đặt các thiết bị thu gom rác ở nông thôn, các hoạt động tuyên truyền phân loại rác thải tại nguồn, tổ chức các hội thi tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Thưa quý vị, từ nhiều tháng nay, người dân ở khu dân cư ven biển Kim Liên thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu rất hoang mang, lo lắng vì hàng trăm ngôi nhà ở khu vực này bị nứt tường, sụt móng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do việc thi công xây dựng công trình bờ kè chắn sóng ven biển. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Do tác động mạnh từ máy đóng cọc để xây dựng bờ kè, nên hầu như nhà nào cũng bị nứt. Phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh, tất cả đều nứt. Thậm chí có nhà cách bờ kè xây dựng đến vài chục mét cũng vẫn bị nứt. Thưa quý vị và các bạn, dự án đê kè biển Kim Liên thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu được khởi công xây dựng đã hơn 3 tháng nay. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự án, nhiều nhà dân đã bị nứt rất nghiêm trọng. Điều đáng nói là mùa mưa bão sắp tới gần, thì việc bà con sống trong những ngôi nhà nó không an toàn như thế này đang là một vấn đề rất là khó khăn. Theo phản ánh của những người dân, từ trước tới nay nhà cửa ở đây vẫn ở bình thường. Kể từ khi công trình xây dựng bờ kè thi công thì nhà nào cũng bị nứt tường. Trước đây có rộn nước ít thôi, nghĩa là hẹp thôi. Nhưng mà sau quá trình thi công thì nó dập mà trụ xuống sâu quá. Và cái rung chuyển của mặt đất rất là nhiều. Cho nên rằng nước ra thêm nữa mà nó kéo dài thêm nữa. Chứ không phải là nhà mình mà hình như là cả cái khu chung cư ở đây. Vì đây đang là thời điểm thường xảy ra mưa bão. Khu dân cư này lại nằm sát biển nên việc phải sống trong những ngôi nhà như thế này quả là không an toàn. Người dân không khỏi lo lắng. Nhờ gì trừ là nằm sát biển quá. Mà mùa mưa bão là gần tới rồi. Mà giải quyết ra mà cho nhanh để cho gia đình em sống cho ổn định. Có mùa mưa ta sắp tới đây chứ lửa có chi mất công, không có chỗ đất, không có chỗ chạy. Một mình tôi ở nhà thì nửa đêm mà gái mưa bão tới thì tôi không biết làm sao đây, thì nhờ chính quyền và ở cấp trên giải quyết giùm cho mẹ con tôi với. Chờ tôi không biết tính sao, tôi lần ba mà tôi không có biết tính sao hết. Khu dân cư ven biển Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu là nơi thường xảy ra hiện tượng sạt lở, nên việc xây dựng bờ kè này là niềm mong mỏi của bà con để họ ổn định cuộc sống. Hiện tại, việc đền bù giải quyết thiệt hại cho bà con đang được chính quyền địa phương lên phương án trên tinh thần hỗ trợ thỏa đáng cho bà con. Việc hỗ trợ như thế nào, chúng tôi sẽ đề cập ở phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Nông nghiệp xử lý việc mất kiểm soát thuốc trừ sâu. Theo đó, đặc biệt trong tình trạng thiếu cơ sở dữ liệu về thuốc bảo vệ thực vật nên người dân chỉ làm theo kinh nghiệm, cần xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt chất, thời gian cách ly để nông dân tìm hiểu và sử dụng chúng. Trước đó, thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết lượng thuốc trừ sâu nhập khẩu về Việt Nam liên tục tăng. Năm 2017 có thể xấp xỉ 1 tỷ đô la Mỹ về giá trị. Việc sử dụng thuốc trừ sâu ở nhiều vùng hoàn toàn theo kinh nghiệm, còn tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật trên sản phẩm nông nghiệp ra thị trường. Trung tâm khuyến ngư nông lâm Đà Nẵng vừa hỗ trợ hơn 10.000 giống hoa chất lượng cao, các loại cùng chậu hoa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho 4 tổ hợp tác xã cây cảnh trên địa bàn thành phố.
Theo đó, mỗi tổ hợp tác được hỗ trợ 100% các giống hoa gồm 800 cây dạ yến, thảo rủ, 800 cây dừa cạn, hơn 600 hoa đồng tiền mini và 400 cây ớt rủ. Trung tâm cũng hỗ trợ 30% thuốc bảo vệ thực vật, chậu hoa và phân bón. Tổng giá trị hỗ trợ trong đợt này gần 200 triệu đồng từ nguồn kinh phí thực hiện mô hình nhân rộng phát triển sản xuất hoa giá trị kinh tế cao tại Đà Nẵng do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố đầu tư. Đây là những giống hoa chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu hoa giống sản xuất phụ Tết của nông dân. Được biết, trong thời gian đến, trung tâm tiếp tục hỗ trợ hơn 2.700 củ li li cho nông dân xã Hòa Phong. Bộ Giáo dục Đào tạo đã thông qua chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Dự kiến khoảng nửa năm đầu tháng 10 năm 2017, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ công bố chương trình các môn học và hoạt động giáo dục. Để trưng cầu ý kiến xã hội 60 ngày trước khi hoàn thiện, đưa lên các hội đồng thẩm định chương trình xem xét phê duyệt, lúc đó các tổ chức cá nhân mới có thể dựa vào chương trình để viết sách giáo khoa phổ thông theo nghị quyết 88 của Quốc hội từ năm học 2018-2019, bắt đầu triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Để tăng cường kỹ năng sống cho học sinh, đổi mới giáo dục năm học 2017-2018, ngành giáo dục thành phố yêu cầu các trường học đa dạng hóa các câu lạc bộ. Theo đó, tiếp tục tổ chức việc dạy học môn năng lực tự chọn theo năng lực của học sinh, thực hiện mở cổng trường, thư viện, khu vui chơi, tủ sách mở. Bên cạnh đó, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2016-2020, tiếp tục đào tạo bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ đạt chuẩn theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Bồi dưỡng giáo viên đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, tránh để xảy ra tình trạng chạy chứng chỉ, gây bức xúc trong xã hội, đa dạng hóa việc dạy học ngoại ngữ trong nhà trường và xã hội, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức. Sáng nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 3 phối hợp với Công ty Cổ phần Logistics Petro chi nhánh dịch vụ hàng hải và kho bãi Sơn Hà tại đường Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà tổ chức thực tập phương án chữa cháy. Tình huống được giả định là vào lúc 9:30 xảy ra sự cố chập điện gây cháy nhà kho. Bên trong có nhiều chất dễ bắt lửa như dầu nhờn động cơ, giấy, bao ni lông, nên ngọn lửa đã bùng phát mạnh, phát triển thành đám cháy lớn có khả năng lan sang hai kho bãi bên cạnh và nguy cơ sập đổ cấu kiện xây dựng. Ngay sau khi xảy ra sự cố, nhân viên cơ sở báo động và sử dụng các thiết bị tại chỗ để chữa cháy và thông báo cho lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp. Ngay sau khi tiếp cận, lực lượng chức năng đã triển khai đội hình phun nước để khống chế đám cháy và tham gia hỗ trợ di chuyển người bị thương ra khỏi khu vực cháy. Qua thực tập nhằm đánh giá khả năng tổ chức chữa cháy, thoát nạn, di chuyển tài sản đến nơi an toàn của lực lượng chữa cháy cơ sở, đồng thời tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Công ty Cổ phần Logistics Petro chấp hành nghiêm luật phòng cháy chữa cháy và nâng cao ý thức cảnh giác. Ủy ban Nhân dân phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu vừa cho biết triển khai kế hoạch thưởng nóng cho công dân báo tin về an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng chủ trương xây dựng Đà Nẵng thành phố bốn an. Theo đó, phường sẽ thưởng nóng 2 triệu đồng cho người dân phát hiện nhanh chóng báo tin chính xác để phường kịp thời xử lý các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm bẩn, thưởng nóng cho người cung cấp thông tin để ngăn chặn nạn đổ bậy xa bần vào ban ngày là 500.000 đồng, vào ban đêm là 1 triệu đồng. Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến sự kiện diễn ra tuần lễ cấp cao APEC 2017. Trong những ngày này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố và các quận huyện đã tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn giao thông và trật tự đô thị. Tại tuyến đường tránh Nam Hải Vân, những chuyến xe khách liên tỉnh tấp nập hành trình ra Bắc vào Nam. Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Nhơn đã dừng một số phương tiện vi phạm lỗi trực quan để kiểm tra, xử lý. Theo ghi nhận của chúng tôi, trong thời gian một tiếng, lực lượng đã phát hiện và xử lý vài trường hợp ô tô vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Được biết, nhờ tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm soát, nên số xe khách vi phạm giảm nhiều so với các năm trước. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố phát hiện xử lý nhiều trường hợp, trong đó chiếm nhiều nhất là quá tốc độ với 40 trường hợp. Để hàng trong khoang khách là 27 trường hợp, chở quá khách chỉ có 6 trường hợp. Nhiệm vụ lực lượng giao thông thì phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an về xây dựng cái phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó là giao nhiệm vụ cho lực lượng giao thông
tổ chức là phân luồng giao thông, rồi là tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với các ngành liên quan hạn chế một số tuyến đường trong một thời gian nhất định và cấm một số tuyến đường để phục vụ tốt đảm bảo công tác an ninh trật tự cũng như công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong công tác đấu nhau đoàn. Cũng theo đại tá Lê Ngọc, ngoài việc tăng cường kiểm tra giám sát các tuyến xe khách, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố sẽ ra quân xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguyên nhân trực tiếp đến an toàn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường phần đường, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đặc biệt, cảnh sát giao thông còn phối hợp với các lực lượng xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng xe có thay đổi về kết cấu, hình dáng. Đùa lực lượng công an chúng tôi có huy động lực lượng hỗ trợ của Cục Cảnh sát Giao thông và các tỉnh thành bạn dùng đủ phương tiện để đón dẫn đoàn đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thời gian diễn ra APEC. Với cách làm quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông cùng với sự chung tay hưởng ứng chương trình 4 ăn từ cộng đồng xã hội, hy vọng từ đây đến cuối năm Đà Nẵng sẽ giảm sâu 3 tiêu chí, giảm số vụ, số người chết và số người bị thương. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với các tin tức quốc tế. Thưa quý vị, trước những diễn biến mới leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, ngày hôm qua, Nga kêu gọi các nhà lãnh đạo hai nước hạn chế đưa ra những phát ngôn thù địch, cho rằng thời điểm này sẽ không giúp giải quyết tình hình. Phát biểu với báo giới ở trụ sở Liên Hợp Quốc Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, việc Mỹ và Triều Tiên đưa ra những lời đe dọa lẫn nhau là điều rất tệ hại và không thể chấp nhận được. Ông Lavrov gọi Washington và Bình Nhưỡng là những cái đầu nóng cần được hạ nhiệt. Chúng ta không thể chấp nhận ngồi yên nhìn Bình Nhưỡng theo đuổi chương trình hạt nhân gây nguy hiểm, nhưng việc khơi mào chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên cũng là điều không thể chấp nhận được. Vì vậy, chúng ta phải hạ nhiệt những cái đầu nóng, kiềm chế những phát ngôn thù địch. Tôi hoàn toàn ủng hộ nếu có nước nào muốn đứng ra làm trung gian để giải quyết vấn đề Triều Tiên. Cũng trong phát biểu của mình, Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ đồng tình với quan điểm của người đồng cấp Đức Sima Gabriel đưa ra trước đó cho rằng nếu thỏa thuận hạt nhân Iran sụp đổ, Triều Tiên sẽ gần như không còn động lực để từ bỏ chương trình hạt nhân nhằm đổi lấy việc được nới lỏng trừng phạt. Cùng ngày, giới chức Mỹ cho biết việc Triều Tiên tiến hành một vụ thử bom nhiệt hạch hay còn gọi là bom H tại Thái Bình Dương sẽ là một sự thay đổi lớn tình hình, đồng thời khẳng định Washington rất cảnh giác trước tuyên bố này và đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái của Bình Nhưỡng. Liên minh châu EU hôm nay đã đánh giá cao tinh thần xây dựng của Anh sau khi Thủ tướng Anh Theresa May trình bày về đường hướng Brexit của Anh tại Florence của Italia. Theo đó, Anh vẫn giữ nguyên trạng thái các quan hệ như hiện nay với EU cho đến tận năm 2021, cho dù vẫn sẽ rời EU vào tháng 3 năm 2019. Cũng theo Thủ tướng Anh, nước này sẽ đóng 20 tỷ euro cho ngân sách EU thời hậu Brexit và phát đi tín hiệu để EU hiểu đây chỉ là một khoản đóng góp nằm trong khoản tiền lớn hơn dùng để chi trả cho việc Anh rời khỏi EU hay còn gọi là hóa đơn ly hôn. Phát biểu của Thủ tướng May đã được người đứng đầu đàm phán Brexit của EU Michel Barnier và giới lãnh đạo doanh nghiệp vô cùng hài lòng bởi nó thể hiện tinh thần xây dựng mà EU luôn đề cao trong tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, ông Barnier cũng nhấn mạnh hiện còn rất nhiều việc cần phải làm giữa hai bên. Tiếp sau đây là một số thông tin văn hóa quốc tế nổi bật. Một lớp kính chống đạn cao 2,5 mét đang được lắp xung quanh tháp Eiffel nhằm bảo vệ công trình kiến trúc, thu hút 7 triệu người tham gia mỗi năm này. Hồi Euro năm 2016, tháp Eiffel cũng đã được bảo vệ bởi một hàng rào lắp đặt xung quanh. Giờ đây, chính quyền đã quyết định xây dựng một hàng rào mới là một lớp kính chống đạn xung quanh tháp. Sau khi Paris trải qua nhiều cuộc tấn công khủng bố khiến hàng trăm người thương vong, chi phí cho dự án lần này là khoảng 20 triệu euro, tức khoảng 21,36 triệu đô la Mỹ. Siêu thị Costco ở thủ đô London, Anh vừa trở thành nơi đầu tiên trên thế giới cho phép người mua sắm sử dụng dấu vân tay để trả tiền mua hàng. Theo đó, công nghệ thanh toán này sử dụng ánh sáng hồng ngoại để quét vân tay của khách hàng nhằm tạo ra bản đồ sinh trắc học.
Bản đồ này sẽ được kết nối với thẻ ngân hàng của họ. Các thượng đế chỉ mất 1 phút để đăng ký ban đầu và mỗi lần mua sắm. Họ có thể thanh toán bằng cách đặt ngón tay lên máy quét chỉ trong 3 giây tại quầy tính tiền. Đến đây cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.